tên U Xẻo, tất cả anh em mình là LTL đây. Đẹp trai mới xuống 3 đến từ Bắc Giang, ok. Cảm ơn tất cả mới quay trở lại với kênh Ngô Thanh Ngọc của mình nha anh em ơi. Thì hôm nay mình xin quyết định là quay lại cho một cái clip cực kìa thú vị luôn nha. Đó anh em thấy chưa, thì hiện tại là mình đang trong bản test OB42 nha anh em ơi. Đấy thì hôm nay mình tiếp tục là review cho anh em những cái thứ thay đổi trong OB42 nha. Đặc biệt là một nhân vật mới anh em ạ. Anh nhầm, đặc biệt là nhân vật cũ anh em ơi. Và chính là nhân vật Ngộ Không nha anh em ơi. Hình như được Gan đang tăng sức mạnh ở phiên bản OB42. Và trước khi mình review cho anh em để xem Ngộ Không tăng những cái gì, thì anh em có giúp mình like được không? Tất cả anh em nhá. Mình tất cả anh em bấm được cái nút like bằng ngón tay cái này nha, chỉ bấm một lần duy nhất vào nút like thôi. Anh em mà làm được mình quyết anh em 2KKC nhá. Điều kiện anh em phải xem chiều đến cuối clip của cua nha anh em ơi. Thì hiện tại là anh em cũng biết do là chính sách của YouTube khá là căng anh em ơi, nên là đường link shop mình đã ghi ở phần comment nhá. Anh em nào mà ủng hộ mình, anh em số phần comment anh em vào shop mình anh em ơi. Hiện tại đặt ít hay là kiểu mình đã tăng tất cả vòng quay nhá, hoặc là mua FF giá rẻ, nói chung là tất cả mọi thứ trong FF thì hiện tại là shop mình đang có nha anh em ơi. Nhưng mà không phải là shop mình mất đâu nha anh em ơi, mình ghi một phần comment đó anh em, kéo giúp mình comment nha anh em ơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ quyết định là review nhân vật Ngộ Không cho anh em luôn nha anh em ơi. Đây, hiện tại là nhân vật đây là mình đang chơi là con nhân vật Tiết Boy anh em ơi. Còn nhân vật Inix này thì mình mai mình sẽ review lại cho anh em nhá. Bây giờ mình sẽ review cho anh em sự thay đổi của nhân vật Ngộ Không đây anh em ạ. Đây, Ngộ Không đâu rồi ta? Đây, tôi Ngộ Không nha anh em ơi. Biến hình bụi cỏ, giảm 5% tốc độ di chuyển trong vòng 15 giây hồi chiều 200 giây. Khi bị kẻ địch tấn công thì sẽ bị hiện nguyên hình anh em ạ. Có nghĩa là mùa này thì Ngộ Không nó được thay đổi từ để mình mua luôn nhân vật. Má nó cứ quật cay thế nhỉ. Mua luôn anh em ơi. Rồi, thì mùa này của nó được thay đổi có nghĩa là từ giảm 5% tốc độ di chuyển. À tầm mùa trước là mùa hiện tại anh em đang chơi là đang là 10% anh em ơi. Mùa này thì chỉ còn 5% giảm 5% tốc độ di chuyển anh em ạ. Đây cho anh em xem luôn cái thông số của mùa trước nha anh em ơi. Đó anh em thấy chưa? Thì mùa trước nó bị giảm khoảng 10% tốc độ di chuyển cơ anh em ạ. Bây giờ chỉ còn 5% thôi anh em ơi. Có nghĩa là anh em Ngộ Không bây giờ mà biến thành bụi quả thì sẽ chạy nhanh hơn Ngộ Không của mùa trước anh em ơi. Cái mùa OB42 sẽ chạy nhanh hơn OB41 nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào trận đấu để mình review cho anh em xem luôn. Đấy, cho anh em biết là xem nhựa biến thành bụi quả nó có di chuyển nhanh hơn OB41 hay không nha anh em ơi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vào chế độ, vẫn là chế độ huyền thoại thôi anh em ơi. Lăng. À, đây, chế độ gì đây? Mình sẽ vẫn chế độ đảo lổi loạn là gì nhỉ? Thôi thì mình chơi sau đi anh em ơi. Mình vẫn sẽ chơi chế độ tam năng chiến đi. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ tam năng chiến để mình chơi nha anh em ơi. Đó, để mình review cho anh em kỹ năng Ngộ Không thôi anh em ạ. Để xem điện thoại có bá đạo hay không nha anh em ơi. Bá đạo trên từng hạt gạo hay không nhá. Đấy, nó thay đổi cực kỳ mạnh thôi anh em ơi. Có nghĩa là bây giờ anh em... từ quên. Nó còn có một cái hiệu ứng biến hình nữa của con Ngộ Không nha anh em ơi. Từ để mình mua anh em ạ. Đấy, để mình biến hình cho anh em xem. Đâu rồi ta? Phần nào nhỉ? Từ từ để mình kiểm tra lại như là phần biến hình anh em ơi. Đấy, từ từ để mình xem nó ở đâu đó. Có hai hình dạng biến hình anh em ạ, có hai hình dạng ngơi anh em ơi. Dị lắm. Để mình kiểm tra xem nó ở chỗ nào đây anh em ơi, nó ở trong shop này anh em ơi. Có nghĩa Ngộ Không bây giờ không chỉ biến thành bụi quả nữa mà nó có thể biến được cả cái thành hình như cái con biết này nào anh em ơi. Ok anh em ơi, thì mình nhớ ra anh em ạ, đây nó phần kỹ năng đa sắc này anh em ơi, đây. Có một hình dạng anh em có thể biến thành bụi quả, nhưng hình dạng thứ hai anh em sẽ biến thành con khỉ nha anh em ơi. Con khỉ con con. Đấy. Đấy anh em, ok bây giờ mình sẽ trang bị cái kỹ năng này nha anh em ơi. Đấy, để mình sẽ vào mình test cho anh em xem nha anh em ơi. Bây giờ mình sẽ vào chế độ tam năng chiến nha anh em ơi. Đó. Đấy, nó còn một hình dạng nữa, không phải như mùa này anh em ạ. Bây giờ có thể biến hình ra một cái hình dạng đó chính là một con khỉ con anh em ơi. Khỉ đóng đá anh em ạ. Đấy. Cực kỳ hài luôn. Bây giờ mình sẽ vào trận luôn anh em ơi. Đấy, bật cái hành động lên cho vui. Ok, đây cho anh em xem lại cái kỹ năng đa sắc này nhá. Đó anh em thấy chưa? Đấy, biến thành con khỉ con màu trắng anh em ạ. Trông khá là cutie đấy. Ok, chế độ tam năng chiến anh em ơi. À, mình là đội tím anh em ạ. Mình là đội tím nha anh em ơi. Càng đấy. Được rồi, bây giờ trận này sẽ có súng gì đây? Ui, đây anh em ơi, đây nha. Đây mình bắn hơi gà một xíu anh em ạ. Đây nói chung mình bắn cũng khá là gà đấy. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng, mình sẽ thể hiện cho anh em xem nhá. Đó, ok. Bây giờ mình sẽ thử biến thành Ngộ Không rồi mình di chuyển anh em ơi. Đâu rồi. À, đây. Biến Ngộ Không, anh em thấy chưa? Ôi, lag rồi, ôi trời, đơ rồi, trời ơi, đang bắn nhau đây, đứt dây đàn thế này, ngu là trời. Đang bắn nhau đơ kìa anh em ơi. Ôi, đỉnh mệnh, cay tê nhỉ. Ok anh em ơi, thì mình đã vào thành công trận đấu nha anh em ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi một trận tam năng chiến anh em ạ. Để mình test kỹ năng cho anh em xem Ngộ Không Gana sẽ thay đổi sức mạnh như nào OB42 anh em ơi. Rồi, đây nói chung là chỉ là
bản test trước nha anh em ơi, thì nói chung là khi nào ra mắt thì anh em mới biết được chính xác có như nào anh em ơi. Đấy, nói chung là mình cứ test trước cho anh em xem thôi anh em ạ. Nhưng mà khả năng khoảng độ 90% là nó sẽ là như vậy anh em ơi. Rồi, ok mini Uzi anh em ơi, bây giờ mình sẽ bật kỹ năng ngộ không lên luôn này anh em ơi. Đó, bật lên luôn anh. Ui! Con khỉ. Ui con. Mày thằng này làm gì? Mày làm gì? Ôi trời, mày đứng im đây. Đang bắn đứng im như nào? Ố? Chấp à? Chấp luôn à anh em ơi, chấp luôn à? Chấp luôn à? Ui, kinh thế nhỉ? Được ai? Anh em thấy chưa? Trời ơi, bật cái kỹ năng ngộ không nên di chuyển cực kỳ nhanh luôn anh em ạ. Ok, mình sẽ mua MB anh em ơi. Đấy, cho anh em xem luôn anh em ơi. Đấy, bật lên thì nó sẽ là hình cái con khỉ đông đá. Ui, mà cái map này bật cái con khỉ lên thì ai mà nhận ra được anh em nhỉ? Trời ơi, bật kỹ năng ngộ không ở cái map này lên thì khả năng là hòa mình với thiên nhiên thôi anh em ạ. Ok, bật lên luôn này. Đó, đâu ạ, dân chơi đâu ạ. À, bên này anh em ơi. Mày một thằng ngét sọc luôn. Ui, sao anh đứng im là như nào? Alo. Ôi, chết rồi anh em ơi, như là boss rồi anh em ơi. Hình như là ghép boss rồi anh em ạ. Hình như chế độ này ít người chơi quá nên là ghép boss này anh em ơi. Thôi anh em ơi, mình sẽ chuyển ra chế độ độc lang chiến, mình chơi, mình review cho anh em anh em ơi. Cho nó chính xác anh em ạ. Đấy, chứ chế độ này như là mình thấy là đang là ghép boss anh em ơi. Ok anh em ơi, thì mình đã vào thành công trận đấu anh em ạ. Đấy thì bây giờ mình sẽ test cho anh em kỹ năng ngộ không nhá. Hiện tại là đang chơi chế độ là độc lang chiến anh em ơi. Đấy, nói chung là thắng thua gì thì mình vẫn cố gắng mình quay cho anh em ơi. Chứ chế độ này thực sự mình bắn BC nó hơi gà một xíu anh em ạ. Anh em thông cảm nhá, ok. Ui giời, mơ 18-7 đến kìa, ok mình sẽ bật ngộ không lên luôn này. Đấy, mình thấy nó chỉ thay đổi cái ngoại hình, anh em biến hình với cả tăng cái tốc độ chạy thôi anh em ơi. Đấy, mình tiếp cận địch thì nó khá là nhanh anh em ạ. Làm gì? Mày tập keo làm gì? Ôi! Đặt ngu à? Ui thằng này Mày toang rồi. Làm gì? Anh em chưa? Tốc độ anh em tiếp cận kẻ địch nó sẽ nhanh hơn khi anh em bật cái kỹ năng ngộ không anh em ơi. Bởi vì nó giảm chỉ có 5% tốc chạy thôi anh em ạ, chứ không phải là 10% như phiên bản cũ thôi anh em ơi. Phiên bản hiện tại anh em đang chơi đó. Và bây giờ phiên bản OB42 này nó sẽ kiểu như là nó chỉ còn 5% anh em ạ. Đấy, giảm 5% ở đây cho anh em xem luôn. Đó, mình sẽ tiếp cận địch cho anh em xem nhá. Anh em thấy chưa? Khá là nhanh đúng không anh em? Đấy. Làm cái gì? Không có tủ anh em thấy chưa? Tiếp cận nhanh hơn thì anh em sẽ tiêu diệt địch nhanh hơn anh em ạ. Đó, đấy là cái sức mạnh của con ngộ không đấy anh em ơi. Đó, ok, trận này mình sẽ cầm khẩu UMP mình bắn cho anh em xem nha anh em ơi. Đó, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ cầm tiếp tục là bật kỹ năng ngộ không để mình tiếp cận địch nha anh em ơi. Đấy, tốc độ di chuyển nhanh hơn thì anh em cứ bật sớm cho mình. Bởi vì nó có 15 giây cơ mà, 15 giây để anh em có thể di chuyển anh em ơi. Đó, mình sẽ lên gần đến nơi nhá. Thấy địch cái là mình bật luôn này. Đấy. Ố. Bắn đi bạn ơi. Sao bạn AFK đấy? Trời ơi, con AFK gì kìa anh em ơi. Nó không có bé như thế mà anh em. Nó mạnh như này thì ai mà đỡ được. Ai mà đỡ nổi đây. Không biết là trận này bạn ấy có bắn hay không anh em ạ. Trời ơi, gặp ngộ không này còn dẽn thế này đi chơi kiểu gì đây anh em. Bạn ơi. Bắn đi bạn ơi. Không bắn à? Đấy, bây giờ mình sẽ test cho anh em xem này. Bây giờ mình sẽ bật ngộ không lên anh em ơi. Đó, anh em thấy chưa? Ẩn thân chi thuật thì cũng khá là hay đúng không anh em? Đó, ôi trời. Trông lại đỉnh cao thực sự anh em ơi. À, đây, bắn rồi. Đấy, tao đây này. Ui ơi. Mà mình để đôi sinh lại vào cái kết anh em ơi. Trời ơi, mình cứ tưởng là nó eo game anh em ơi. Mình còn đứng im đứng nhìn nó anh em ạ. Bực thực sự anh em ơi. Mẹ cay thực sự anh em ạ. Cay thế nhỉ. Thằng này như nó bị mẹ gọi đi vệ sinh như nào mà nó đi đâu anh em ạ. Ok. Ui MB anh em ơi, MB. Súng tủ. Qua luôn. Ui dồi, súng tủ bắn như này thì hơi căng rồi. À, kêu nhanh đấy. Chạy. Mày làm gì? Đá áo chơi chiến thuật rất là ăn bẩn. Quá mạnh anh em ơi. Trời ơi, anh em thấy chưa? Úi xồi ôi. Mùa này ngộ không đúng nè. Không ai đỡ được anh em ơi. Bởi vì anh em nó di chuyển nhanh, nó tiếp cận địch nhanh mà anh em ơi. Thì ai mà đỡ được. Bây giờ mình sẽ tiếp cận địch cho anh em xem này. Đấy, bật ngộ không luôn.
Mày, mày làm cái gì? 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 Ui, tui, 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 tui. Đâu rồi? Ủa? Ui, tui, 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 tui. Ba vừa xong mình nhả thôi anh em ơi, mình nhả cho thanh niên bắn thôi anh em ơi, chứ thanh niên bây giờ mình mà thắng luôn thì mình nhanh hết trận quá anh em ạ. Ok anh em ơi, thôi anh em ạ, kỹ năng ngộ không thì đợi hồi cũng khá lâu đấy, thì chắc là mình sẽ kết thúc trận đấu này luôn anh em ơi. Anh em xem anh em thấy cũng ông mùa này mạnh, anh em nhớ là giúp mình một nút like anh em ơi. Đấy thì mình thấy tổng quan ra thì vẻ bề ngoài của con ngộ không thì nó cũng không thay đổi nhiều anh em ơi, nó chỉ thay đổi cái lúc mà anh em bật cái kỹ năng lên thôi anh em ạ. Một là anh em có thể trạng thái anh em biến thành cái con như vừa xong anh em ơi, cái con ngộ không băng. Hai là anh em có thể biến thành bự cỏ anh em ơi. Đấy, bây giờ ngộ không đã có 2 phép thần thông biến hóa rồi, còn 70 phép nữa anh em ạ, bởi vì ngộ không có 72 phép mà. Ui đau thế. Ui trời ơi, vào đầu mà không chết kìa anh em ơi. Đừng bảo nó lật kẹo nhá, đang lật kẹo thì hơi khoai đấy anh em ạ. Kẹo nó mà lật kẹo thì hơi khoai thật đấy anh em ơi, hơi khoai thật đấy. Thôi anh em ơi, phải kết thúc rồi anh em ơi, chứ từ nãy giờ nhây nhiều quá anh em ạ. Nhây nhiều quá thì bị lật kẹo thì chết. Từ nãy giờ mình bắn mình còn chấp, mình không thèm dùng kẹo anh em ơi. Trời ơi, qua đây, mày qua đây, mày qua đây. Mày qua đây. Mày đặt keo làm gì nữa? Mày vĩnh biệt, vĩnh biệt. Ok anh em ơi, nói chung là ngộ không phiên bản OB42 quá là mạnh rồi anh em ạ. Nhưng mà nói chung là tất cả đây cũng chỉ là bản test anh em ạ. Khi nào nó ra mắt chính thức thì anh em mới biết được chính xác là sức mạnh nó giảm hay là nó tăng như nào nha anh em ơi. Thì nói chung là mình chỉ test qua anh em ơi, bởi vì mình cũng chưa biết chính xác như nào, bởi vì đây là bản test mà anh em ơi. Khi nào nó ra mắt thì nó mới là thật anh em ạ. Ok, cảm ơn tất cả đã theo dõi đây nha. Bye bye anh em.